Ê Phúc, chị hai có chồng không? Ờ. Bà có nói gì anh không? Đóng cửa giùm em nha. Tao hỏi con đường trả lời anh nẻ quá. Chị dâu có nói gì anh không? Chết chắc. Phúc, Phúc, cái gì chết? Mới có chút xíu tuổi rồi mày tiết kiệm lời với anh mày. Tới 40 chắc mày câm luôn quá. Chết chắc là cái gì ta? Anh ngồi dậy coi, không có xương sống thì sao anh dựa dưới vậy? Mẹ đâu? Ba. Ba đi bộ đội đâu qua tới giờ vậy? Chuyện của ba. Mẹ đâu? Kỳ này ba chết chắc rồi. Làm sao? Ba không biết sao mà hỏi tụi con. Mà giờ mẹ của tụi con đâu? Ba đi lên chợ, nghe tiếng ba la, tụi con chạy lên cứu ba nha. Anh mới về. Anh đi đâu từ tối tới giờ? Anh đi nhậu ở nhà ông Hoàng. Anh nhậu xong nhậu từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Anh nhậu tới 12 giờ à, xong cái anh buồn ngủ quá anh ngủ luôn. Uống có mấy lon mà sao tự nhiên buồn ngủ, cái tật anh kỳ uống bia vô là buồn ngủ cái ngủ luôn à. Anh đi nhậu với bạn anh. À. Môi son này của anh. Không phải, anh không biết. Anh nhậu ở nhà thằng Hoàng thiệt. Xong cứ 7 giờ cái anh nhậu tới khoảng 11, 12 giờ cái anh ngủ tới sáng. Sáng anh dậy anh ba chân bốn ngày anh chạy về đây. Anh không biết thiệt luôn á Hoàng Anh. Hoàng Anh, em có tin anh chứ, em có tin chồng em chứ Hoàng Anh. Thiệt mà. Em tin anh nhiều lần rồi. Anh không. Em không muốn nghe anh nói nữa. Anh không em không cần anh giải thích nữa. Chiều nay em sẽ về nhà mẹ. Hoàng Anh không muốn ở chung với anh nữa. Bình tĩnh với Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh, em phải bình tĩnh Hoàng Anh à. Hoàng Anh, em bình tĩnh với Hoàng Anh. Em à. Em Hoàng Anh. Anh em phải hiểu cho anh chứ. Anh nghĩ là cô người ba qua. Thôi mà em. Thôi chạy đi coi phim tiếp đi. Tụi con đi. Bây giờ đi năn nỉ mẹ vụ ba đi. Năn nỉ gì nữa ba? Con nghĩ trong lúc này á, ba cần ngồi và nói chuyện thẳng nhận lỗi với mẹ đi. Cái vấn đề ở đây á là mẹ đang nghĩ ba đi bia ơn. Không phải vậy. Cái gì nữa trời, con thấy ba viết cái suốt ngày đi nhậu nhẹt suốt luôn á. Mẹ nghi là đúng rồi. Nói gì đó, nghi cái gì? Nhưng mà đi nhậu, cái chuyện ba đi ngủ qua đêm ở nhà bạn ba là sai. Nhưng mà cái này là mẹ hiểu lầm, ba đi bia ơn. Cái vấn đề nó rất là căng thẳng, con hiểu không? Hiểu lầm cái gì? Hả? Ba nhìn trên cổ áo ba đi. Cái vết son này ba không hiểu tại sao nó có. Alo. Sao rồi? Giờ mày có cho mày một trận dự tử không hả? Làm sao? Tối qua mày xỉn ngủ ở nhà tao. Là cái vết son trên cổ áo tao là của tụi bay hả? Tụi tao cố tình làm vết son giả ở trên cổ áo để đốt nhà vợ chồng mày đó. Trời ơi, mày hại tao rồi mày biết không? Thiệt. Sao vậy ba? Mấy thằng bạn ba nó hại ba. Kỳ, chơi kỳ thiệt luôn á. Bây giờ gia đình mình mới vậy luôn à. Ba nói sao? Tổ chức sự kiện. Đúng rồi, ba nghĩ giờ chỉ còn có cách đó thì mẹ con mới tha thứ cho ba thôi. Kế hoạch của ba là gì nè? Sao? Kế hoạch ba vậy đó? Hả? Con thấy là không có ổn đâu ơi, nó kỳ lắm. Ba ơi, không có được đâu. Con nghĩ bây giờ cách tốt nhất là ba đối xử với mẹ bằng cái chân thành của ba. Ba đừng có lấy lỗi chồng lỗi nữa ba. Chân thành, ba đã đối xử với mẹ mấy chục năm nay bằng cả tấm lòng, cả tình cảm của ba rồi. Ba chỉ phát hiện một điều là ba chưa tạo cho mẹ một sự bất ngờ nào hết. Bây giờ mẹ con rất thích những sự bất ngờ. Cứ làm như vậy đi, mẹ con sẽ bỏ qua cho ba. Ba hiểu tính mẹ con. Không phải đâu, con hiểu mẹ hơn ba nè. Mẹ không có thích cái tổ chức sự kiện đó đâu ba, con nói thiệt. Con ra đời bao nhiêu năm mà con hiểu mẹ hơn ba. Ba với mẹ quen nhau, lấy nhau mới sinh ra con mà con hiểu mẹ hơn ba. Bây giờ giúp ba làm việc này. Thổi bong bóng và hoa, thật là nhiều hoa cho ba. Có giúp ba không? Giúp ba. Giúp ba. Súng lên.
giúp bà, giúp bà, giúp bà, giúp bà, giúp bà. Nè, em nghĩ mấy vụ này có thành công không vậy? Dĩ nhiên là không rồi. Thôi nha. Thôi. Vô đây mẹ ơi mẹ. Trời ơi. Trời đất ơi, làm cái gì bài bên bố trời. Trời ơi, cái giường tụi con lên làm gì sao được. Mẹ phải giúp con chút xíu chuyện đi mẹ. Famikit vị sô-cô-la, uống ngon cháu lớn. Alo, Hoàng Anh hả? Con nghe mẹ ơi. Ừ, sao giờ này chưa về ăn cơm hả? Hôm nay con không ăn đâu, mẹ cứ ăn đi mẹ. Nè, sao nói vậy được? Ở nhà mẹ nấu cái món con thích, canh chua, cá kho, ha? Thật sự thì con có tâm trạng nào con ăn hết á. Nè, bây giờ mẹ không nói nhiều, cơm mà dọn sẵn rồi đó. Về ăn cơm hay không? Rồi, mẹ cúp máy đây. Mẹ ơi con, alo, alo. Sao mẹ? Rồi. Cảm ơn mẹ. Có nghĩa là làm gì có lỗi với vợ cho nên mới làm những mấy cái trò này để xin lỗi phải không? Hiểu lầm rồi mẹ ơi. Bây giờ mày không biết đó, mày giao nhà cho cha con tụi bay á, tao đi qua nhà bạn tao chơi. Nhà làm gì làm. Con cảm ơn mẹ. Nhanh giùm ba đi, sắp tới giờ mẹ về ăn cơm trưa rồi kìa. Dạ. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ ơi. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bất ngờ chưa? Ê, cô bé dễ thương ơi, đừng dỗi hờn nữa nha. Hãy cho anh một cơ hội làm lành nào. Bè, bè, anh yêu em nhiều lắm. Bè, bè. Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh đang nỉ em á. Bè, bè. Anh có biết anh gây ra cái chuyện gì không? Bây giờ còn giỡn mặt với tôi nữa hả? Anh leo vô trong cái tủ đồ coi kìa. Đồ kìa, xốc xếp tùm lum kìa. Còn hai đứa con nữa, làm cái gì vậy? Bực mình nè. Em ơi, cho anh xin lỗi mà. Bè, bè. Em ơi, em. Em ơi. Tụi con có hiểu không vậy? Tụi con có hiểu hoàn cảnh của ba lúc này không vậy? Tụi con giúp thì làm ơn giúp cho có hồn chút xíu. Mặt hai đứa. Ai đó? Ủa, ba. Ủa, con. Anh nội. Ừ. Có thấy mẹ con đâu không? Mẹ qua nhà bà bê rồi ba. Vậy hả? Ừ. Nó rù rì gì đó. Ừ? Không có gì đâu. Đừng có nói xấu nội nha. Trời ơi thiệt. Dán giúp ba đi. Con nói rồi ba đâu có nghe con đâu. Bây giờ nè có nước á ba tới gặp trực tiếp mẹ để xin lỗi. Còn không được nữa ba phải cầu xin bên này nỉ quỳ xuống lại lục mẹ. Con không hiểu gì hết. Bao nhiêu lâu nay ba ở chung với mẹ con, ba là người rành tính mẹ con nhất. Bây giờ chạy qua nhà bà ngoại hả? Gian xin này nỉ hả? Cho ông ngoại bà ngoại vào đánh ba luôn hả? Bao nhiêu lần ba làm mẹ giận rồi? Nhưng mà nãy ba... Cái đó là lúc nãy là mẹ bị bất ngờ. Không lẽ bây giờ mấy cha con mình cầm bóng bóng với hoa đi qua nhà ông ngoại bà ngoại rải hả? Rải cho ta tưởng đâu bên nhà có tiệc có tùng gì hả? Mà nguyên xóm bu lại rồi biết được ba làm cho mẹ giận rồi người ta cười vô mặt ba nữa. Thì con đã nói cái chuyện nó không có... Không có thành mẹ công. Mẹ con bị bất ngờ. Mẹ con bị bất ngờ và không phản ứng được. Bây giờ mình tìm cách nào hài hước hơn. Hài hước gì? Giờ con thấy có nước đã ba gửi hình cái mặt ba qua cho mẹ là đủ hài rồi. Không cần cái gì hài nữa. Ê, nếu vậy anh thấy gửi mặt ông nội thấy hài hơn á. Ăn đi. Mặt ba còn vui vui, mặt ông nội lúc nào cũng câu có. Ờ, mặt... Gửi qua cho ông bà ngoại mày cười thôi chứ bà nào, mẹ mà không cười đâu. Nó mày trái nho khô vậy ba. Mà, dạ. Không được khổ quá chứ. Suy nghĩ cách giúp ba đi. Dạ. Thôi, cái cách mày chụp hình ba được á, mày đưa cái đàn cho ba. Đưa cái đàn cho ba lại lên. Rồi, con lấy điện thoại ra, quay lại, ba sẽ hát một bài hát tặng mẹ con.
Điện thoại con để quên dưới nhà rồi ba. Trời ơi, có cái gì đó quay lại được không? Nhưng mà bây giờ ba tập thử con coi đi. Đúng rồi, ba tập thử tôi con coi đã. Dễ mà. Giờ con chuẩn bị đi nè mẹ. Tại hồi nãy con giận quá thôi. Chút cái gì con về con kể mẹ nghe nha. Khoảng một tiếng nữa là con tới đó. Dạ, vậy nha mẹ. La 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 em ơi em. La 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 la. Hoàng Anh ơi. Em. Ồ. Em. Hả? Hãy bỏ qua cho anh vì những lỗi lầm chỉ là những thoáng qua. Em hãy hỏi anh, hãy hỏi anh đi, anh sẽ trả lời cho em biết rằng anh yêu em. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói kể rằng anh đi biển. Thôi. Ba giờ con làm cái gì vậy? Hả? Hai con nữa. Không lo ở nhà học hành. Bài đặt làm mấy chuyện tào lao không à? À. Hoàng Anh à, anh không phải là một tay thủy thủ, nhưng giá nàng ở bờ biển xa xăm nhất thì anh cũng nguyện xin liều mình vì báo giờ. Em ơi, hãy bỏ qua cho anh đi, anh làm tất cả những điều này. Mẹ nói thôi nghe chưa? Tụi con có biết đây là phòng khám không? Con xả rác như vậy đó hả? Hả? Còn con nữa, vui lên phải bắn bong bóng. Em ơi, hiểu lầm, thật sự ra là tất cả chỉ là sự hiểu lầm mấy đứa bạn. Anh thôi nha, anh không được mà kêu hai đứa con làm mấy cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ chung với anh nghe chưa. Mấy đứa bạn nó troll anh, nó đang cố tình tấn công. Anh nín đi, tôi không muốn nghe giải thích gì hết trơn á. Gia đình mình tan nát. Em à, Hoàng Anh nè. Hoàng Anh, mẹ bỏ đi bắn bóng gì nữa hả? Gung hả? Hai đứa con chịu tập ở nhà không chịu tập. Con đã nói ba từ đầu rồi, cái này không có ổn đâu, ba thấy chưa có thành công đâu. Ba phải tập trung vô, ba phải lấy cái sự chân thành của ba, còn mấy cái này con thấy không có ổn chút nào hết đúng không ạ? Có sự rồi. Chân thành là hai đứa con không có chân thành giúp ba. Bây giờ ba tính sao? Mẹ con đang bị sốc, kiểu như sốc nhiệt thôi, không có gì hết. Bây giờ hãy để cho mẹ con qua nhà ngoại, mình làm một trận lớn bên nhà ngoại luôn. Nữa hai đứa con phải theo ba, lần này ba đã quyết định rồi. Ba sẽ sử dụng pháo sáng pháo bông, ba bắn sáng cái nhà ngoại con. Nhà ngoại con sẽ sáng nhất khu phố. Quả hoạn cháy nhà ngoại sao ba? Ba hay là con nghĩ có ý này nè, bây giờ mình chơi bơm thúi đi, cho mẹ biết là trên đời này có cái gì thúi không ba. Mẹ thương ba lại á. Con lúc nào cũng xúi giải không à. Vấn đề đây là hai con phải nhiệt tình giúp ba, biết chưa? Chúng ta là một đội. Ba muốn giúp ba hả? Đúng vậy, chúng ta là một đội. Hãy cùng ô dè cái nào. 1, 2 Giúp bà. Giúp bà. Giúp bà. Giúp bà. Giúp bà. Vậy là nó làm một đống chuyện để cho con nguôi giận đó hả? Với thằng này hiền lành thiệt đó. Hiền lành cái gì mẹ? Hiền lành mày đi uống bia ôm hả? Bây giờ nhớ tới con còn bực đi nè. Thôi nè, con cứ coi như là vết son đi. Ồ, mà nó có giải thích mà. Biết đâu có ai đó cố tình chọc nó làm sao? Thì biết đâu anh cũng cố tình bịa ra cái chuyện đó để mà gạt con thì sao? Ôi. Mà bây giờ á, cho dù anh không đi uống bia ôm đi nữa, con cũng rất là ghét cái tật mà hả, đi nhậu nhẹt bê tha suốt cả đêm không về, không nói con một tiếng nữa. Hoàng Anh ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con chào mẹ. Con chào ngoại. Hoàng Anh ơi. Mẹ ơi. Lỗi lầm anh đã biết. Ba đã biết. Hãy bỏ qua cho anh. Bỏ qua cho ba. Quay về với gia đình. Về với gia đình. Ê! Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 2. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 3. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 5.
Gia đình là số 1, đừng lộn qua số 16. Gia đình là số 1. Ồ, kinh rồi. Thôi thôi con đi về giùm mẹ đi. Ở đây nó hát một hồi á, thành là gia đình số 100 luôn á. Thôi đủ rồi. Hoàn anh ơi, mẹ ơi, hãy về với gia đình.